mùa nước nổi. Đây là một trong những cái nét văn hóa rất cần phải bảo tồn. Hi, xin chào quý vị và các bạn. Đây là một phần trong chuyến hành trình An Giang mùa nước nổi năm 2019, tháng 9 năm 2019 của Coloman cùng với team. Đợt này thì mình có rất là nhiều cái hoạt động trong cái dịp này, và ngày mai thì là cuộc gọi là lễ hội đua bò bảy núi ở Tri Tôn An Giang sẽ bắt đầu. Ngày hôm nay thì trong lúc đoàn của mình đang đi chuẩn bị thì Coloman cùng với lại Hoàng Đào với lại một vài anh em thì đang tranh thủ để đi tìm kiếm một vài nhân vật rất là độc đáo ở An Giang này. Và mình đang có mặt tại thị xã Tân Châu, An Giang. Ở đây thì theo một vài fan của Coloman cũng có kêu gọi Coloman là chú về bên Tân Châu, chú ghé thử tìm hiểu về cái nghề làm lãnh Mỹ A, tìm về cái nghề làm vải lãnh Mỹ A ở Tân Châu xem như thế nào. Bây giờ cái nghề này hình như là đã thui chột rồi, không còn nữa, hình như chỉ còn có vài hộ thôi. Và mình cũng tìm hiểu thông tin thì theo như mình biết là ở đây là có một cái nghệ nhân tên là Tám Lăng. Đây, tên đầy đủ của chú là lên Nguyễn Văn Long, năm nay chú đã ngoài 90 tuổi rồi, rất là háo hức. Và bây giờ mình cũng đã tìm ra được phía bên trước mặt mình, bên tay phải mình là có một cái cửa hiệu để là dệt nhuộm Tám Lăng. Hy vọng là đúng nhà của chú. Nào mời quý vị và các bạn cùng vào tìm hiểu một trong những cái làng nghề mà mình nghĩ là bây giờ cũng chỉ còn có vài hộ. Ngày trước là cực thịnh luôn, bây giờ chỉ còn có vài hộ, không biết họ sống như thế nào. Và đây là một trong những cái nét văn hóa, một trong những cái làng nghề mình nghĩ là cần phải, rất cần phải bảo tồn. Mới vừa bước vào thôi thì có lẽ là quý vị và các bạn chúng ta cũng đã nghe được cái tiếng khung cửa dệt bọc những âm thanh liên tục. Bây giờ là 11 giờ trưa, và theo như mình biết thì là giờ này có lẽ là các thợ đã về ăn cơm trưa rồi, không biết là có quay được cái cảnh hay không. Rồi thôi, bây giờ trước mắt chúng ta đi vào để gặp chú Tám Lăng này. Năm nay là chú là chín mươi rồi, có thể nói là cũng là một trong những máu vật sống ở cái miền Tây này. Con đi về An Giang, tụi con làm phóng sự mùa nước nổi rồi đó. Dạ, xong rồi tranh thủ ghé thay qua thăm chú chút nha. Dạ. Đây quý vị các bạn, trước mặt quý vị các bạn là chú Tám Lăng, là nghệ nhân, có thể nói là nghệ nhân mà lớn tuổi duy nhất còn sót lại của làng lụa lãnh Mỹ A. Chú còn nghe con rõ không chú? Chú nghe được con nói không? Không nghe rõ. Dạ, chú không có nghe rõ hả? Dạ, tại nó dịp nó bớt á. Dạ, năm nay chú nhiêu tuổi chú? 92. Năm nay chú 92 rồi. Dạ. Còn thấy chú đeo cái kiếng dây cột là chắc chú đâu có thấy rồi hả? Thấy mắt thơ rồi, còn dạ. sáng vậy thôi. Dạ. Hồi trước rồi, giờ là nhà mình ở đây luôn hay là sao chú? Dạ, tôi ở đây lâu rồi. Dạ. Chú, nghe nói là chú theo cái nghề này là cũng 60 năm rồi không chứ? Hồi tiếp thu á. Dạ. Tiếp thu rồi là tôi làm tới giờ đó. Dạ.
chú bắt đầu làm cái lãnh Mỹ, lãnh Mỹ A này từ năm nào? Thì năm 75 hả? 75 tới tu hả? Dạ. Thì có 76, 77 gì tôi vợ rồi, mà trước đó là tôi là lái mặt nưa. À, chú lái mặt nưa. À, mặt nưa nghĩa là tôi hợp đồng với cái lái trên miền á, dạ. Đem xuống biên giới đi giao cho tôi. Dạ. Tôi mới đem về đây tôi phân phối cho nhà lò. Dạ. Cho nên thời gian đó là mặc dầu tôi không vợ cho tôi tới lui với nhà lò, tôi biết cái ngày này. Dạ. Rồi sau khi cách mạng tiếp thu rồi đó thì tôi nghe cách mạng nói như là bây giờ độc lập rồi chỉ còn có ăn với mặt thôi. Dạ. Thì lúc đó đó là công ty tơ lụa mới mở ra dệt tơ lụa đây nè. Dạ. Tôi mới đóng lên quân cử tôi dệt cho dạ. Công ty tơ lụa, dệt gia công công ty tơ lụa. Dạ. Nên tôi nối theo nghề đó tới giờ luôn. Bây giờ là lúc trước là chú đi lái, đi buôn lái. Rồi buôn lái mà nưa. Mặt nưa là cái trái để nhuộm. Trái để nhuộm ra ảnh ra nè. À. Thì vậy là lúc chú dệt là khoảng từ lúc mà chú bắt đầu làm là chắc phải 4-50 năm chưa chú? À thì cũng cả đó. À, 4-50 năm. À 4-5, 4-7 năm. Chú đâu có làm nữa, giờ ai làm mà thay cho chú? Dạ, vợ chồng Trí rồi, tôi già con mắt tôi đâu có. Dạ, dạ. Trí là con trai của chú. À, Trí Út. Dạ. À, đây cho quý vị và các bạn thân mến, đây là chú, hiện tại là chú Tám không có, cũng chú Tám cũng còn rất là quắc thước, cũng còn rất là khỏe. Nhưng chú Tám thì không có làm nghề nữa, mà bây giờ cái nghề của chú là đang được kế thừa bởi con trai của chú, anh Nguyễn Hữu Trí. Chú có bao nhiêu người con chú? Đông lắm, có 9 người lắm. Dạ 9 người, anh Trí là con thứ mấy? Chú Út. Ồ anh Trí là con Út, chỉ có một mình anh Trí là kế nghiệp chú thôi. Ờ nó với nó mà cũng nhờ chị đó, chị Bảy nó Hằng nó yểm trợ nó với nghề của nó cũng non hơn Hằng, tại vì nó lúc con nhỏ nó mới lớn lên con Hằng nó đeo nghề lâu rồi. Dạ. Dạ. Nhờ có Hằng tiếp đó nó kinh doanh làm. Nhưng mà bây giờ mình sản xuất cái lãnh Mỹ A này mình bán đi đâu chứ con đâu có thấy ngoài thị trường đâu. Nó có hợp đồng với dạ. Pháp. Dạ. Ở bây giờ cái công ty mẹ của Pháp đó ở Hà Nội, còn công ty con ở thành phố Hồ Chí Minh ở đây mình giao cho công ty con của nó. Yeah. Rồi công ty con của nó mới giao đâu giao. Yeah. Coi như là chú chỉ làm để cung cấp cho đúng với công ty đó thôi. Được, nó cũng có bán lẻ ra ngoài xài chứ. À, có bán lẻ không chú? Có, mình bán trực tiếp đi luôn. À, bán trực tiếp luôn. Có ví dụ như con muốn mua rồi mà có nhà nó bán như thế là thôi. Dạ. Dạ. Ủa chú cái tên lãnh Mỹ A là nó là sao chú? Mỹ A là cái tên gì? Nếu nói lãnh Mỹ A đó thì nó theo cái tiếng gốc của nó là tiếng Miên. À. Dạ. Miên hồi xưa đó, bởi vì tôi ở đây gần biên giới đó, lên xuống mua bán biên giới đó thì dưới này chưa có, cho nên ở đây muốn xài lãnh Mỹ A là gửi cho bạn hàng trên biên á. Dạ. Nó mua trên Nam Giang xuống dốc lãnh Mỹ A, nó kêu Mỹ A. Vì sao mình nó dưới này mới dệt thì mình mới đặt cái tơ xiên. Dạ. Mình đặt cái tên nó tơ xiên, tôi không biết sao mà tơ xiên. Rồi tôi hỏi mấy ông tiền bối sao mà gọi nó tơ xiên. Mấy ông nói bây giờ cái tơ của Nhật Bổn á. Dạ. Đi dọc, tơ Nhật Bổn nó tốt. Dạ. Tơ của mình ươm ở đây để xấu. Xiên ngang chắc có lẽ là vậy, mấy ông cho tơ xiên cái gì? À, tơ xiên. Dạ. Xiên là xiên ngang đó. Dạ, tơ này gọi cái lãnh Mỹ A còn có cái tên gọi là tơ xiên nữa không chú? Ừ, à, là cái cách dệt. Thứ hai là tơ xiên, còn gốc của nó lãnh Mỹ A là ở Nam Giang, nó có đầu trên rồi nó. Bởi vì mặt nưa này là Nam Giang nó có chứ không phải với mình có đâu. À, cái trái mặt nưa đó là bên đông bên Campuchia hả chú? Vậy biết nó đầu tiên nó. Dạ. nó nhuộm nó không có dệt. Dạ. Nó hàng Hồng Kông nó mua ta dệt ta đưa vô cho nó nhuộm ở trên miên. Dạ. Mới ra. Dạ. Mặt hàng này. Ồ vậy cái này là cái gốc này là cũng đó, kêu Mỹ A là kêu theo gốc miên đó. Dạ. Gốc Việt có thể kêu ta xí. Còn bây giờ thì cái trái mặt nưa mình cũng phải lấy từ bên Campuchia qua hả chú? Campuchia hết rồi, tại. Dạ. Vì bây giờ xài ít quá. Dạ. Không có xài được nhiều, thằng Campuchia nó đốn hết trơn. Dạ. Mình mua, bây giờ mình mua với mình nhưng mà thiếu trầm trọng. À, chết cha. Bên mình ở đó cũng nhiều nhưng mà thời gian gần đây rồi họ chặt khóa vườn
bớt từ còn thiếu phần nơi muốn dữ lắm. Dạ. Vậy thiếu thì mình ra đâu có đủ sản lượng để mình cung cấp. Bởi vì năm mày đủ, năm mày thiếu. Dạ. Thì có nhiều mà bán nhiều thôi. Có nhiều bán nhiều chứ sao vậy? Dạ. Ví dụ như năm ngoái thì mình ra được bao nhiêu mét chứ? Cái này không có nhiều đâu. Dạ. Tại vì năm nó chừng 3.000 mét à. Ồ. Chứ không có nhiều, tại vì nó là hàng cũng khó bán lắm. Dạ. Cao cấp mà. Dạ. Một dạ. Mét bây giờ mà giá mà bán lẻ bao nhiêu mét chứ? Tôi không rành dâu tôi. Ở đây không chút nó này không? Đây không. Nó. Tôi cũng không rành. Không phải, không nó bị nhiều thứ quá, nó có bán màu, bán đồ này kia, nghe nói lăng xăng nói rồi thì cũng quên rồi. Một mét lãnh mì ai giờ nhiêu gì? Đang bán ở giá sỉ là 470.000. 470.000 mét. Còn lẻ là mình đâu có bán lẻ hả? Đâu có đủ thì không? Cũng bán lẻ chút đỉnh cho các du lịch tham quan. Ủa đẹp quá rồi. Thường là ta xài cái tay trái. Dạ. Trái đỡ bóng hơn. Ừ. Ủa, chắc làm bộ lấy hả? Nó bóng còn hai chưa bóng qua. Dạ. Đẹp quá anh ơi, đẹp quá. Là cái màu đen này là mình nhuộm từ do cái trái mặt nưa ra hả? Dạ. Đây là một cái loại vải mà hiện tại bây giờ hầu như là không còn bao nhiêu hộ làm cái này nữa. Chỉ có gia đình của chú Tám Lăng ở Tân Châu, An Giang thì còn làm cái này thôi, mà một năm thì cũng chỉ có vài ngàn mét. Và cũng có một cái cô người Pháp, một công ty người Pháp họ bao tiêu cái này, thành ra là ở thị trường chắc chắn là chúng ta sẽ không rất là khó tìm được cái loại vải mà nó cao cấp như thế này. Mình nghe nói là cái lãnh Mỹ An đặc biệt ở chỗ là nếu mình mặc vào cái mùa lạnh thì nó ấm, mà mùa nóng thì nó mát. Ở mình đi. Nhưng mà nó hấp nhiệt thì nó đen. Dạ, màu đen. Dạ. Nó ở trong mát thì nó lạnh đã. Ủa mình nhìn sao mình biết cái mặt nào mặt bóng hơn ta? Đó. Khó thấy hả? Wow. Bóng không nhiều lắm. Dùng mang bộ em như em về mà như mình nhìn bao nhiêu mét ta? Chắc 4 mét. 4 mét hả? 4 mét. Chắc làm bộ. Này là nhuộm mười mấy ngày nè. Dạ. Đang nhuộm, quá trình nhuộm bắt đầu vô mười mấy ngày, bắt đầu vô mình xử lý giải quyết những cái vấn đề cũng vậy. Mười mấy ngày. Sao cảm giác cái này nó mỏng hơn á hả? Cái nào anh? Cái này nữa. Cái này tại vì nó mới mười mấy ngày nhuộm mà. À. Này nó nhuộm nhựa mà. Nó nhựa nó làm dày tóc lại lên. À, tức là cái trái đó là nó ra cái nhựa hả? Nhựa. Mình dùng cái nhựa của cái trái mặt nưa đó rồi mình nhuộm. Nhuộm nhựa. Ồ, hèn chỉ cái này nhìn thấy nó xuyên thấu luôn, còn cái này thì mình lại không thấy. Ồ. Nhưng mà giặt thì nó có bị ra màu không? Anh giặt một hai lần đầu nó ra màu, sau đó nó đâu có ra màu đâu. Anh càng mặt nó càng bóng lên. Ồ. Càng giặt nó càng bóng. Nó là loại vải duy nhất mà tới ngày nó rách nó vẫn đẹp. Đẹp ừ. Như đẹp hơn cả ngày anh mới mua. Nếu mà người ta bận kỹ thì cái này mà bao nhiêu anh mình có biết là tới bao nhiêu lâu? Biết là 10 năm có nhầm gì hết. 10 năm không ăn thua luôn anh. Ồ, wow. Nhưng mà giờ giống như chú Tám nói là cái mặt nưa cũng thiếu luôn, làm thiếu mặt nưa bây giờ là vậy thì mình hãy lúc nào mà có thì mình mới làm đủ, chứ không có mình đâu có ra được. Năm nay trong vòng khoảng 5 ngày nữa là hết được. Dạ. Ồ. Mỗi năm mà nó đầy đủ thì mình sẽ có tháng 11 năm được. Nhưng mà giờ mặt nưa là cũng ở vùng này. Vùng này trồng luôn. Dạ. Nhưng bây giờ nó chặt hết rồi. Chờ. Chà, căng à. Mốt mà có. Thiếu. Nếu mà thiếu cái nguồn đó thì mình đâu có còn làm cái này được nữa đúng không anh? Đúng rồi, không có nguồn đó là ngày này đi luôn á. Dạ. Bên mà Campuchia cũng không còn luôn. Thì khả năng là nghề này có khả năng là thất truyền à? Đúng rồi, nó khả năng mai một lớn.
Ồ. Cái này là mọi người nghe đau lòng không, có những cái nghề nó mai một là do xã hội tiến hóa đúng không, còn có những cái nghề mai một là do không có nguyên liệu mới đau chứ. Chứ người thợ mà người ta yêu nghề người ta vẫn chưa tiếp tục, nhưng mà một số người thì cái nghề nó mai một là vì thợ người ta bỏ nghề người ta làm nghề khác. Còn đây giờ thợ muốn làm cũng không làm được luôn. Tại vì cái trái mà để trái nhuộm, trái dùng để làm cái phẩm nhuộm cho cái loại lãnh Mỹ A này thì bây giờ không còn nữa, sao vậy trời? Mình còn nhớ hình như ngày xưa là bạn nhà thiết kế Võ Việt Trung á, là một trong những người rất là máu lửa với lại cái lãnh Mỹ A này nè. Các cái bộ mà thời trang của Võ Việt Trung là khai thác này rất nhiều mà giờ cũng không thấy luôn, không thấy Võ Việt Trung trở lại với cái này nữa. Chắc là cũng không có đường hay sao. Hồi đó Võ Việt Trung làm việc ở đây. À, làm việc ở đây hả anh? Làm việc tại nhà này. Nhà này là nhà duy nhất sản xuất mà lấy đâu ra chỗ khác mà làm. À vậy hả? Nhưng sau này bên đây không hợp tác. À sau này bên mình không có là hợp tác với Võ Việt Trung nữa. Tại vì mình cam kết bán độc quyền cho ông ta mà không hợp tác đâu được. À. Ủa anh em mình thấy đọc báo nói là mình ngày xưa là lúc có một dạo khoảng năm 90 giờ mình tính không làm nữa rồi đó. Nghề này bắt đầu làm lại năm 90, nó nghỉ nó hết làm, người ta hết làm lãnh Mia dưới này khoảng năm 80. À, năm 80 là không ai làm nữa, bắt đầu hết làm, người ta lúc đó lo đói không có đâu tiền mua lãnh Mia. Dạ. Cho đến 90 thì mình nhà này mới khôi phục lại với một người Pháp, một cô rô người Pháp nó làm tác khôi phục nó lại. Dạ. Những cái cô đó giờ còn sống không? Còn sống, cô ở sống ở Hồng Kông. Dạ. Cũng lâu lâu qua thăm nhà mình. Cô mới qua cách đây chừng 10 bữa. Ồ, dạ. Là coi như cô đặt hàng hết á, mình như bao tiêu hết của mình luôn. Ồ. Thì nhờ coi như có cô đó mình bắt đầu mới khôi phục lại cái này là. Hiện tại trong cái khu vực cái địa phương này mình có mình nhà mình làm hay còn ai làm không? Đúng rồi, chỉ có nhà này làm lãnh Mia. Còn những nơi khác thì làm vải khác hay? Đúng rồi, cũng có người lấy cái tên lãnh Mia để làm cũng nhuộm mặt nưa vậy, nhưng mà vải nó không chuẩn theo cái kiểu dệt lãnh Mia. Tức là cái giải pháp đang dệt trên cái khung nó khác công nghiệp. Cái mặt dài vải đó nó khác, người ta về người ta mướn chỗ này chỗ nọ nhuộm vậy đó. Thì nó cũng là nhuộm mặt nưa tới tầm. Thì mình không biết cái mức độ tơ tầm nó tuyệt đối tới đâu, mình cũng không nắm được. Bây giờ vải chơi nổi mà. Anh Trí năm nay nhiêu rồi? Gần 50 rồi, 47 nha. 47 hả? Ồ, thì nhỏ mình 3 tuổi. Coi như nhà của mình anh theo nghề ba thôi. Đúng rồi. Tại vì có muốn làm lớn, có muốn nhiều người theo cũng đâu đúng được. Bây sản lượng nó bây giờ nó hết mà. Nguyên liệu cũng không có. Nguyên liệu không có. Ở đây mình được bao nhiêu máy hết thảy anh? 5 cái máy nữa đó, nhưng mà chỉ có 3 cái máy gỗ là chạy cho cái lãnh Mia này anh đang cầm. Ồ. Đây là quý vị các bạn thân mến, theo yêu cầu của khán giả thân yêu, mình đã tìm đến nhà của chú Tám ha. Chú Tám Lăng ở Tân Châu, An Giang là người đã hiện tại bây giờ là có những cái gia đình duy nhất lưu giữ cái nghề làm lãnh Mia truyền thống này. Và cũng thật sự là sau khi mình trao đổi với anh Trí, con trai út của chú, thì thật sự là cũng đang rất là lo, không biết là chừng nào là cái nghề này nó trở thành, coi như tất cả những thứ này nó trở thành quá khứ. Tại vì một vấn đề rất rất là chua xót đó là cái vùng nguyên liệu mặt nưa, cái trái mặt nưa không có thì không thể nào dệt ra được cái loại vải mà nó cực kỳ cao cấp và cực kỳ quý này. Cái này là ngày xưa là những cái nhà giàu có điền chủ rồi mới được mặc những cái bộ như thế này đó, chứ còn mấy bộ này cỡ này là bánh bèo lắm đó. Bộ này tôn bóng này nọ này kia là không có nghĩa lý gì hết nha. Không biết giờ câu hỏi là làm thế nào để bảo tồn, không biết làm sao, chắc phải có người nào trồng mặt nưa rồi người nào máu với cái này lắm thì phải có không anh? Đúng rồi. Dạ. Có người trồng mặt nưa thì mới hy vọng là gia đình của anh Trí rồi coi như là các hậu duệ của chú Tám Lăng mới tiếp tục được chứ. Ai giờ ai đây, có những câu hỏi mà sẽ không bao giờ có câu trả lời. Dạ thôi, dạ thôi, chắc cho mình ủng hộ một bộ anh nha. Dạ dạ, khoảng 4 mét nữa hả? 4 mét. Dạ, để hỏi bà xã là dạ. Cái tướng lùng lùng như mình, tôi cũng có một bộ, tôi mặc 20 năm luôn. Thế bà Rô, bà Pháp bà gặp tôi màn lãnh Mia đầu tiên đó, bà lại đây. Bà là người thiết kế thời trang ở bên Pháp á, nổi tiếng á, bà đi khắp xứ.
Mà lại đây thời kỳ đó thì ta nghĩ hay dệt lãnh nha trời nhộm ni lông. Dạ. Thì công ty ta lụa không có đầu ra nó nghỉ. Dạ. Rồi dịch dịch ni lông cũng lâu. Rồi bả lại đây đó đi kiếm mấy cái người mà còn mấy cái quần cũ á. Dạ. Vô cho bả coi. Thì bả lấy làm ngạc nhiên lắm. Dạ. Theo lẽ các giải gì mà cũ rồi nó phải nhèo hả, nó phải là thay màu hay gì nữa. Dạ. Anh này là anh là cũ như vậy mà anh là tốt. Dạ. Lâu giờ nào tốt nấy. Ồ. Rất còn tốt nữa. Dạ. Nó hả giặt nhiều giờ nào là nó tốt lên nên bóng phun như nấy. Dạ. Bà khoái quá. Bà thích. Rồi bà có nói một cái nữa là tầm. Thì cái sợ tơ này nó cũng là thiên nhiên. Rồi cái mũ của trái mặt nưa. Dạ. Nhuộm ra nó cũng là thiên nhiên, nó không có hóa chất. Dạ. Người nước ngoài ta phải cái không có hóa chất, người ta không chịu hóa chất. Chứ dạ. Nói về hóa chất cái thiếu gì màu đẹp lắm, người dạ, ta dạ, nó không chịu. Dạ. Dạ. Kiếm cái màu thiên nhiên vậy đó, cho nên nó phải kêu tôi làm rồi. Làm tới giờ luôn, mấy chục năm. Ồ. Coi như là chú là chắc là hôm nay chú ngoài chú 92, chắc con nghĩ chú gắn bó với cái từ lúc mà bán mặt nưa cho tới giờ luôn cả giờ chắc cũng phải 70 năm à. Lâu lắm. Chú, phải 2/3 cuộc đời của chú là coi như gắn liền với lại cái lãnh Mỹ A. Trời ơi, đó đây mần nhiều lắm chứ, tôi lái mặt nưa tôi biết mỗi một ngày ở đây nhuộm từ 30.000 cái lô ở đây là Tân Châu với Trà Vàng. Dạ. Dạ. Mà 2-3 người lái nữa. Tới mà sau cỡ tháng 10 sắp lên mặt nưa càng ngày càng kiệt rồi. 20 mấy ngàn cái lô mặt nưa về chưa dám vô bến nữa. Mà yeah. Khách lò họ lợi làm dữ lắm, chia này kia cái nọ. Có ít chết nhiều chi nhiều chứ là yeah. Không đủ cho họ xài. Một năm vậy thì để mình làm ra khoảng chừng 3.000 mét thì phải ba mấy tấn mặt nưa chứ. Cái này tất phải 2-3 tấn vậy. Một cây vải 20 mét là 100 kg một nữa. Tội nhiều dữ vậy hay gì? Tại vì mình ở đây là mình làm hàng chất lượng chứ không phải là làm 20 mét. Tại vì hàng của mình là hàng xuất khẩu. 20 mét là 100 kg mặt nưa. Như vậy là 3.000 mét là nhân lên 150 lần. 150 lần mà nhân cho 100 mét là tính ra là 15.000. Mấy tấn một mùa vậy lúc thì mấy chục tấn mà mình. Khoảng 15 tấn mặt nưa để một năm để tiêu thụ để mà ra một cái sản lượng khoảng 3.000 mét lãnh Mỹ. Anh ơi đủ 10 mét không, em lấy luôn 10 mét để dành. Không. Ủa chị hả? Anh hỏi anh làm gì? Mấy đồ. À anh may bộ đồ á. Thì may 2-3 bộ đồ để dành. Không thiệt mà. Ở khi may áo thêm. Trời để lưu giữ mốt kỷ niệm chứ biết bao giờ mà. Em coi thì còn tại vì á ví dụ như 10 mét thì nó khoảng tầm nửa cây thì nó khoảng tầm 10 mét, 10 mét 2, 10 mét rưỡi nó khoảng tầm. Ok. Trời ơi, cái này là quý lắm luôn, sau này làm gì có. Hết mặt nưa là hết lãnh Mia. Thì tất cả những thứ này mình lưu giữ lại rồi đưa vô bảo tàng được rồi nữa. Sau này làm một cái bảo tàng các cái vật phẩm mà Coleman hành trình đi các nẻo đường xong để vô. Tôi mần nó lâu rồi. Dạ. Giờ tôi kinh nghiệm á. Dạ. Nếu mà đem cái mặt hàng lãnh Mia mà so với giải kể với giải quốc tế luôn. Dạ. Nó không thua giải nào. Dạ. Nhất định là phải hơn ta. Dạ. Cũng như mấy đứa này nó đem ra ngoài Hội An ngoài nó mời phải đem giải ra ngoài để hỗ trợ. Dạ. Mấy đứa này nó không chịu đi, nó nói bây giờ đem mấy trăm thước nó ra ngoài nó lấy hết cho và tiền vé máy bay nó bao vé máy bay đi về luôn. Nó bao ăn ở luôn, ra ngoài rồi nhiều lấy hết. Thì ở ngoài đó nó nói như là lãnh Mia là cái độc nhất vô nhị. Yeah, yeah. Không có mặt giải nào hơn nó được đâu. Cứ một cây khoảng 10 mét mấy hay gì? Một cây là 2 mét. Đấy, bây giờ này không sang được nhuộm, hay sang được nhuộm thì nó sẽ không có hơn. Nhuộm là buổi sáng hả chị? Đúng. Nên em có nói với là dạ, hôm nay tranh thủ buổi dạ. Sáng còn không thì sáng mai tranh thủ xuống gặp chú. Ồ đẹp quá.
Vải này là do làm bên đây là làm theo đơn hàng không à, cho nên cái đơn hàng của khách là người ta sử dụng mặt mờ này. Cho nên nếu anh muốn sử dụng mặt bóng thì vẫn được bình thường, nhưng mà nhớ khi cắt vải nói thợ là để ý giùm, dù có thể là có những cái cày xước nhẹ, lý do là mình phơi vải trên cỏ. Cỗ này 20 mét nè. Đúng rồi, cụ này là 20. Thôi cắt là thấy uổng quá à, thôi lấy luôn đi. Đâu, bắt buộc vẫn phải cắt, anh lấy không lấy vẫn phải cắt. Tại vì một cái cây vải như thế này á, là khi người ta nhuộm, người ta phơi á, là người ta sẽ gập đôi cái mảnh vải lại. Giả dụ anh đặt hàng, anh nói anh sử dụng mặt mờ này, thì cái miếng vải nó phải được gấp đôi lại như thế này, cái mặt mờ này được bảo vệ bên trong. Tại vì vải này là phơi trực tiếp trên cỏ, trên cánh đồng cỏ. À, cái này phơi trên cỏ hả? Đúng rồi, phơi trên cỏ. Cho nên á, anh nếu như mà anh dù anh đặt mặt bóng thì mới sử dụng là bảo vệ mặt bóng, cái mặt bóng nằm trong như thế này, có nghĩa là cái cây vải 20 mét khi chặt lại là nó coi như là nó 10 mét đi. Mình hiểu như vậy. Nhưng mà thông thường thì người ta thích mặt mờ hơn. Tùy theo cái đơn hàng nè, cho nên khi chặt là nó sẽ có cái đường này. Anh thấy không? Bắt buộc phải cắt ra. Dạ em hiểu rồi. Đây mặt bóng. Wow. Hồi đó đây á, hồi nào giờ ở Việt Nam mình là xài cái mặt bóng ra ngoài không à. Dạ. Nhưng mà cái hợp đồng của bà Đầm này á, người ở ngoài người ta chịu nó, người ta là thích mặt bờ ra ngoài. Khơi như vậy nè anh. Đây các bạn thân mến, đây là cái cách mà phơi lạnh Mỹ A đây. Tức là sau khi mình nhuộm xong mình ra đây mình đem ra phơi trên cỏ. Mà mình cái này mình nhuộm bao nhiêu lần rồi mình phơi đi phơi lại luôn luôn phơi mỗi ngày là nắng đẹp thì mình sẽ nhuộm được 3 lần. Yeah. Còn nếu mà nắng yếu thì một lần hai lần tùy, thậm chí có khi là không nhuộm được luôn. Mặt nưa thì từ lúc hái cho tới lúc sử dụng thì cũng không được để quá lâu, trái mà nó bị gọi là nó bị hư, trái nó chuyển màu, tức là khoảng tầm 3-4 ngày là coi như nó hư là anh không sử dụng được. Thợ bắt nè, tôi nói anh nếu mà thật ra anh quay lãnh Mỹ A mà anh không quay được nhuộm thì nó đã mất hết 50% giá trị của cái máy phim của anh rồi. Dạ đúng rồi. Tại vì cái hình ảnh quay nhuộm nó cực kỳ đẹp, rất là đẹp. Dạ. Nếu anh có thời gian rảnh anh cứ lên cái Facebook Tấm Năm Siêu anh xem những cái đoạn đó nhắn. Không, chắc chắn sẽ quay lại rồi đó. Hôm nay xuống đây để những cái hình ảnh để mà anh biết thêm về lãnh Mỹ A được làm ở đây như thế nào, cái quy trình dệt nhuộm của nó ra sao. Satin đó là nhuộm nhờ dệt là ở gì chứ? Satin 8 là cái chế độ là cái kỹ thuật. Nói chung là cái cách dệt thôi, đó là cái phương thức dệt. Là cái kỹ thuật mà cao nhất đó phải không? Nếu nói cao nhất thì mình không dám nói, tại mình cũng không phải là chuyên về ngành, như không phải là bậc thầy trong ngành dệt, nhưng mà mình tạm có thể gọi là nó là khó dệt. Cho nên đa số là các mặt vải mà của hàng công nghiệp á, thì họ sử dụng mặt satin 5. Còn satin 8 này thì ít họ ít sử dụng. Nói chuyện đo máy quá. Dạ xin lỗi chị tên là gì? À em tên Thi. Phạm Kim Thi anh. Phạm Kim Thi hả? Cái này hồi xưa ở đây mặc nhiều lắm anh chú. Dạ. Nhưng mà cũng có lò nữa là ta làm khá, ta làm giàu luôn. Cũng có lò không là giàu. Dạ. Thất bại là vì họ dễ làm dấu trá lắm. Ờ, tại người ta không biết á, người tiêu dùng không biết á. À, người làm dấu trá là họ gì, nó dụ người ta nhuộm chất lượng mặt nưa cỡ đó mà nó nhuộm ít mặt nưa thì nó cũng đen, nó cũng tốt, nhưng về mặt nó trổ. Vì sao cái họ biết cái lò đó họ không mua, thế họ cũng mạt luôn. Còn mấy cái lò mà nổi tiếng rồi đó thì họ là bán không kịp. Cho nên tôi đây tôi làm là chất lượng như lắm, xuất khẩu mà mặn hơn như hồi đó không, chứ không phải là mặn như hồi đó đâu. Đấy, nãy chị nói là 20 mét là 100 kg mặt nưa phải không? 20 mét là ra 20 mét là phải xài tới 100 kg mặt nưa. Mà một cây một mặt nưa vậy nó cho được nhiêu ký không biết nữa. Khó nói lắm. Ai mất mùa nữa rồi nè. Ồ chết rồi. Vậy là năm nay chắc chắn sản lượng ít hơn. Chắc chắn là sẽ ít nhưng chưa biết như thế nào. Mặt nưa cách đây 2 năm cũng mất mùa một đợt là không có trái để nhuộm luôn. Trời đất ơi. Còn hiện giờ là có để nhuộm đó, nhưng mà cái sản lượng thì đang rất là ít.
cái bên cái lãnh Mỹ A này nó màu đen, mặt nơ này còn nhuộm cả đuổi mà. Ừ. Chứ nó đâu phải chỉ có một mặt vải này đâu anh. Dạ. Yeah. Ừ. Xem, lấy cho anh xem. Có đuổi không? Có luôn. Ồ. Oh. Rồi cái. Ồ, nhưng mà cái mặt nưa này thì cái nó nhuộm nó sẽ đẹp hơn, nó giữ lên giữ đen lâu hơn hay sao chứ? Tới rách thì còn đẹp hơn, rách đẹp hơn là lúc mới nữa. À. Nó cứ mặt nó rồi giặt cái nó lên bóng lên hoài, à. Nó tốt cái chỗ đó. Ồ. Bởi vì nó không phải là cái mặt vải này, nó thích hợp may váy vét áo khoác quần tây. Nó cũng chính là nhuộm từ trái mặt nưa. Ủa đen dễ sợ luôn. Dạ đúng rồi, mà càng mặt nó sẽ càng đen nữa. Ừ. Nó đó. Khác với lại mấy cái kia mình càng mặt đây mình giặt cái nó bay đúng không? Dạ đúng rồi, cái này. May đồ lớn hả chú? Dạ. Đồ này may đồ lớn. May vét. Nam may vét, nữ thì may những dạng như áo khoác, áo măng tô rồi đó, rất là sang và rất là đẹp. Thì ủa, cái này vét hả ta? Ở đây thì em chỉ có hàng nhuộm thiên nhiên thôi, bên cạnh màu này thì có thêm mấy màu nữa nhưng cũng hoàn toàn là vải nhuộm thiên nhiên. Ừ. Và những cái màu kia thì do anh Trí anh nghiên cứu anh nhuộm thành công. Ừ. Còn nếu nói thì là mấy A thì nó phải là trái mặt nưa. Nhưng mà bây giờ nếu mà vậy thì nếu mà sau mặt nưa không còn nữa là coi như mình làm bằng cách nào? Thì tại vì mình dệt theo cái mình giờ dệt nhuộm theo kiểu tự nhiên đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ sao? Thì dệt nghề. Rồi. Không phải chuyển qua làm công nghiệp. Không, cũng không làm công nghiệp tại vì anh làm công nghiệp mà anh cũng đâu có nhuộm. Cái chính của cái hồn của nó là nằm ở cái trái mặt nưa mà, cái nguyên liệu nhuộm của anh mà. Thì hiện giờ về màu thì em vẫn phát triển về màu nhuộm thiên nhiên từ lá cây, vỏ cây, một số cái loại màu từ những cái nguyên liệu thiên nhiên khác. Ừ. Nhưng cái đặc thù của cái xứ này của lãnh Mỹ A thì nó là trái mặt nưa. Đó cho nên hiện giờ thì mình chỉ có thể là nếu mình có khả năng trồng để phát triển thì mình trồng, còn nếu không thì thôi chứ mình đâu có biết làm sao. Cũng không phải tự nhiên. Ra chắc đứt đoạn này cũng khó, mà đứt đoạn này có không có nhiều cũng đủ cũng có. Dạ. Nó cũng có. Từ từ. Còn các màu kia thì nhuộm bằng gì chứ? Nó tùy từng màu. À, mặt nương lên, mặt nương là chỉ là nhuộm ra được đen thôi đúng không? Đúng rồi. Ồ. Mặt nương là nhuộm màu đen. Cái này nghề này thì mình duy trì chứ còn gọi là phát triển mạnh nghề này thì mình chưa dám trả lời. Cái này ba một mét bao nhiêu chị? À, mét này nó gấp đôi chứ đó. Cái này 750 ngàn. Ồ. Nó nặng tơ lắm, cầm cây vải cầm mảnh vải lên lạnh nó rất nặng. Ồ wow. Nó gấp đôi tơ lượng trọng lượng tơ của kia mà. Ồ. Cũng giờ bằng tơ cũng bằng tơ tầm luôn. Tất cả đều là 100% tơ tầm. Ồ. Dạ. Những cái màu vải khác cũng là tơ tầm nhưng mình nhuộm từ nguyên liệu khác. Yeah. Yeah. Màu xám, em có mấy màu à? Màu xám, màu kem, màu vàng. Nhưng mà cái mấy cái kia thì không phải là mặt nưa đúng không? Đúng đúng. Thì em đã nói là mặt nưa nó chỉ cho ra màu đen. Mặt nưa nó không cho ra màu khác. Quý vị các bạn thân mến, là một cuộc gặp rất là ngắn ngủi tới thăm chú Tám Lăng ha. À, có thể nói là nghệ nhân lãnh Mia, có thể nói là the last master của nghệ nhân cuối cùng của cái làng nghề lãnh Mia. Ừ. Thực sự là rất là xúc động và trăn trở. Bản thân mình không có theo cái nghề này nhưng mà mình cảm thấy thật sự là nó sẽ rất là... Tôi mới ra cái xưởng. Yeah. Có mấy cái ông thiền bối. Yeah. Người cũng trí thức đàng hoàng mà nói với tôi. Yeah. Nói chú Tám mà cái nghề này phải là ăn chắc mặt dày nghe chú. Ăn chắc mặt dày. Dạ, chứ đừng có làm mà dối trá như người ta là không bền, thiệt tình. Yeah. Yeah. Bởi tôi mừng với bà Đầm này là mấy chục năm rồi. Yeah. Càng ngày là càng kháng khích thêm chứ đâu có ấy đâu. Còn nếu mà người nước ngoài, người Pháp người ta cũng ngộ lắm mà mình không thiệt với người ta là người ta không làm ăn với mình đâu à. Rồi bà mê cái mặt hàng này quá, bà mới vô thăm tôi mấy rồi. Dạ. Quý vị các bạn, nếu có dịp nào mà mọi người đi về An Giang thì hay là mình đi Chùa Bà hả? Chùa Bà Núi Sam đúng không? Ừ. Giờ chúng ta đi về Châu Đốc, Chùa Bà Núi Sam thì mọi người có thể tranh thủ ghé thăm
tham quan cái cơ sở dệt nhuộm của chú Tám Lăng rất là độc đáo, và chúng ta cũng chỉ có còn rất ít cơ hội để được chiêm ngưỡng những cái sản phẩm mà mình có thể nói là những cái sản phẩm rất là tuyệt vời của ngành dệt nhuộm Việt Nam mình. Cũng không biết lúc nào nó sẽ còn nữa, cũng nó sẽ tiếp tục được tới đâu, và lúc nào nó sẽ không còn nữa, trở thành quá khứ. Tranh thủ, quý lắm, vô cùng quý. Đợt tới mình xuống mình làm tiếp 10 mét nữa để dành. Còn giờ chắc mình phải mua thêm cái sóc màu vàng nữa, thấy khoái rồi, kết rồi. Có mấy màu này thôi anh, nhưng mà hiện giờ cái màu này vải trơn thì bên Huy hết. Đẹp quá thôi, cái này mặc sao ta? Thằng ông sao mặc ta? Đó, cái này nó hơi rưỡng. Dạ. Này nó thích hợp đồng ở dài. Này là may cả bộ vest luôn á. Dạ, cái đó là nguyên bộ vest. Bộ vest là nhân lên biết thì khoảng tầm 5 mét. Ủa, cái này khổ sao? Tưởng khổ 1 mét mấy thì... Dạ, không, không. Khổ mét mấy thợ không chịu sót mỗi cái lỗ vải. Tại vì mình dệt ở đây anh nhìn cái khuôn dệt như thế chứ thực tế là nó bát thủ công. Tức là chỉ là hỗ trợ phần của cơ kéo điện thôi. Còn ví dụ như đứt một sợi tơ, thợ họ vẫn phải bắt lỗi sợi tơ đó và họ phải nối bằng tay lại. Phải dệt đúng vị trí quá của khó nó. Dạ, tức là người thợ thì bản thân họ tay và mắt của họ phải rất là chuyên nghiệp. Tại họ đứng ở trên họ dệt nhưng ở dưới đứt tơ là họ phải biết. Nếu không là hư vải. Ở đây mình còn một bên thợ. Ở ngoài đây thì hiện giờ khuôn lãnh Mỹ A truyền thống thì còn 3 khuôn gỗ đó. Dạ, còn khuôn mệnh mở, khuôn lớn này, hoa văn này thì mình có thêm 2 khuôn thì nó được khuôn lớn hơn một chút. Dạ. Tại vì trên cái truyền thống này là nếu mà mình mở rộng khổ quá thợ mà sao không kiểm soát nổi. Tại vì cái mặt vải nó khổ 90 như thế này nhưng mà nó cần tới 12.500 sợi tơ. Tùy độ dày mặt, ví dụ vải dày là 14.800 sợi. Nhưng mà như vậy lúc may nó có khó khăn không ta? Cái khổ 90 này nó khó. Tất nhiên là nó sẽ hao vải hơn là những khổ mét mấy. À rồi, hèn chi. Tại vì mình biết cái bộ đồ của mình may thì nó có khoảng 3 mét mấy rồi. Dạ, nhưng mà thì cái này là cái áo này của anh là khả năng là khoảng từ 2 mét rưỡi tới 3 mét. Tại vì cái khổ 90 nên nó phải cắt cái khéo đúng không? Dạ, dạ. Rảnh rảnh cũng về. Dạ. Về thăm ông nội. Rồi, vậy thôi cho để tiền khách này nha. Dạ, rồi để khỏi. Tính tiền. Dạ. Xin chào tạm biệt cái gì các bạn. Dạ. Rồi, cảm ơn chú khỏe nha. Dạ. Cảm ơn chú. Ok. Nhà dừng đây hả con? Dạ.